Chào mọi người, nay anh em buổi trưa không có chuyện gì làm, ngày nay có mở ốc mua vàng các bạn. Giờ mình lục xả nha, lục xả mình ra góc mặn mình ngồi ăn. Nay còn hai anh em à, mọi người xem tiếp video nha. Thấy hay nhớ subscribe cho hai anh em. Nha, ghê không? Chào các bạn nha. Chào mọi người xem tiếp video nha. Buổi trưa rất là nắng ở ngoài các bạn, nhưng mà ở đây thì nhờ cái cây mận ở đây thì rất là mát. Thì cây mận ở đây bây giờ nó bắt đầu có trái lại nữa các bạn. Anh của em đã sơ thuốc sâu cho nên bữa nay không thể nào ăn cho mọi người xem trên cây được. Các bạn thấy mận chùm chùm. Đợt này trái cành cành không các bạn. Chùm mận các bạn. Quá đã ha. Nhà mà sở hữu được cây mận kiểu này là khỏi tốn tiền mua trái cây. Nó rụng đóng ở dưới mà dưới gốc này các bạn, mình đã hốt bớt mớ rồi các bạn, nhiều lắm. Để nó mát, tán quá trời luôn. Vậy kênh mình thì không có chòi gì hết trơn các bạn. Mùa hè thì có thể vô đây được, mùa nắng, mùa mưa thì chắc vô nhà. Lên lửa chưa ha? Lên rồi. Đây. Buổi trưa miền Tây. Thì có thế này đây. Đây là ốc bùi vàng luộc xả nha mọi người ơi. Món này chắc nhiều người nói ghê lắm. Và nói chứ cái ốc bùi vàng của mình á, nó nằm trong ruộng. Sợ thuốc sâu không sợ thôi chứ thật sự là không có sợ gì cho các bạn. Nó không phải là ốc bùi đen. Ốc bùi đen thấy vậy chứ nhầm người nói nó sạch sẽ như sự là bây giờ người ta nuôi á. Nó ăn cỏ ăn đồ dữ lắm luôn các bạn. Cho nên nó dơ hơn cả ốc bùi vàng mình. Bùi vàng ăn nó cũng ít nhất. Đi đi, lấm ăn ha. Anh ngoài em đang hút mặt. Sáng nay mình cũng xin nói luôn. Thì kênh chủ yếu là đặc sản của kênh. Thí dụ như kênh Hai Lúa thì có bắt chuột. Thì anh em bên kênh mình thì đặc sản bắt cá. Thì nói chung nhiều người cũng phản ánh là hơi nhàm chán, nhưng mà thật sự là muốn kiếm một cái chủ đề khác. Thật sự là mình cũng có xen nhiều cái chủ đề khác nhau để và luôn tạo những cái clip mới cho người xem. Thì cũng rất là khó khăn, tại vì có người thích này người thích kia. Thì hy vọng mọi người nếu không thích clip thì hẹn xem những cái clip mới khác về chủ đề khác. Kênh thì có rất là nhiều chủ đề, thì sẽ quay những thứ hay nhất, mới nhất, lạ nhất, đôi lúc cũng cũ nhất cho mọi người xem. Đây, anh ngoài em lấy bia ra các bạn. Bia cù, sữa cù. Chủ yếu uống chơi vui vui thôi chứ thật sự là không có nhậu nhẹt gì nhiều. Thì đã Tết rồi, Tết đến rồi thì mình cũng xin chúc cho bà con có cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thành công trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và đặc biệt là gặp nhiều cái may mắn trong cái năm mới nha. Thì kênh mình cũng vẫn tiếp tục đến khi nào mà tiếp tục không nổi nữa. Cứ làm tiếp cho mọi người xem. Ớt ở đây có sai cái trái thôi. Đây, ngoài em sợ ớt, cái này có hai anh em thôi các bạn. Ớt trong cái chén nước mắm một đống luôn. Chắc xem. Anh ngoài em có lời nào phát biểu đến khán giả không? Hôm nay sinh nhật hay là cái gì? Có đâu, bữa nay anh em buổi trưa là buồn quá, không có chuyện gì làm. Ra đây luộc ốc ăn uống mấy lon bia cù để thôi bỏ riết lâu quá hư. Với thêm phần mình, anh em mình muốn trải nghiệm cái không khí đồng quê trong cái đầu cái vụ đông xuân năm nay ha. Thấy những cánh đồng đúng rồi nha. Mình ra cây mặn này cũng gió mát trăng thanh lắm chứ bộ à. Dốc trăng mà thanh giờ gió, này mà trăng đêm trăng mới thanh. Đang tính giờ này mà nói gió mát trăng thanh.
thấm thấm. Tại nãy em có bỏ nước mắm ớt vô đây nè. Được rồi. Nó có hương vị. Rồi vô đây cái gì? Có mấy con chưa chín nha ơi. Nó chưa có lột cái mài nè. Lấy cái cây đũa coi. Nè không ra nè, cải không à, chưa đâu. Được rồi. Chưa. Chưa, cho chắc ăn đi. Nè, đũa khửi không ra nè. Này quá nắp á. Mùi thơm dữ lắm luôn nè các bạn ơi. Ủa con này sao không thấy thịt gì? Vậy không dụng cái gì vậy? Nó bị hư rồi. Trời ơi. Nó bị thúi rồi nè. Khúp khúp nước á. Béo. Trời con ốc nó biết lâu rồi mưa. Ốc không có thịt lâu rồi. Thở nay ốc mà không đi treo. Người ta treo dàn bếp, người ta cho nó mà xông thối rồi này kia nó mới mập không các bạn. Anh bọn em treo cây mặn, sợ thuốc sâu vô không. Bữa nay hai anh em làm có 4 lon à. Chắc người chắc 2 lon. 4 lon người 2 lon chứ nhiều. Còn mấy tôi 1 thôi. À, im à. Im. Điện bảo không? Để đâu điện đi. Cái đâm heo. Thôi bây giờ mình ăn nhiều lấy nhiều để cho nóng. Một cái tay luôn. Hả? Một cái tay luôn. Này phải không? Để trong đó luôn, ăn bỏ vỏ qua đó đó. Một, hai cây tự chế. Mở giót luôn nữa. Mở lửa chút. Giờ mình lấy này ra đây được rồi. Để, xách ra ha. Để đây nè. Các bạn nha. Hello, chào mọi người, chúc mừng năm mới. Anh em buổi trưa không có chuyện gì làm các bạn. Buồn quá. Vô. Vô. Mời các bạn nha. Các bạn nha. Vô. Vô cái đi. Vô cái. Nãy chưa ăn nữa kêu uống trước rồi. Uống trước để ăn sao trời. Buổi trưa chúc mọi người vui vẻ nha. Giờ anh em thưởng thức ốc bu vàng. Mọi người có dịp về đây thì cũng đãi ốc bu vàng cho mọi người ăn cho vui.
Nè, mời các bạn ăn ốc bùi vàng nha. Thấy gì chứ ngon lắm các bạn ơi. Mà tại mình mời vậy thôi chứ các bạn chắc ăn không được đâu, mình ăn không mà. Ốc bùi vàng hay là ốc khác, ốc nào cũng vậy, mình nên bỏ cái phần gan của nó với mà cái phần bao tử cặp bên, nhất là ốc bùi đen đó các bạn. Ăn nó có cái đường bao tử bên đây nè, là nặng ra là đất không. Ngon ta, chấm mắm nha. Nhưng mà chén luôn mắm này quá trời cay. Cay gì mới đã. Nói đã. Ăn đi. Cay thiệt. Ché này gió nha các bạn. Ôi nó cay. Cay mà nó đã. Nói chung là ăn cái gì cũng ngon hết, nhưng mà tùy theo bối cảnh ăn nó đã chảy luôn. Cái này thì nó được. Vô. Ăn thử vô. Là giải khát giác chưa quá thôi, giác chưa, nóng trong người quá. Ốc này được đi bắt cá chỗ mấy cái ao lâu nằm trong người, ốc nó bự ăn mới đã, càng bự càng mềm mới ơi. Bữa nào kiếm ốc đó làm gì phải không, để nấu cà ri hay là gì, nó khỏi lấy lá mặn nè, trời luôn. Chơi hoang dã luôn các bạn. Ngon quá. Kêu bằng ốc bu vàng ta, biết vàng vàng nó bu hay sao? Chắc vậy quá. Các bạn, tại sao ốc này kêu bằng ốc bu vàng các bạn? Sao mình nghĩ thì phải vàng vàng nó bu hay sao?
Vàng vàng nó bu không? Để trời, đồ sân khấu của ta đó. Ốc bu chứ không phải là ốc. À, ốc bưu, bưu. Bưu chứ không phải bu. Qua làm chấm các bạn không? Hôm ốc chấm bình mẻ ăn ốc bùi vàng ăn đêm không ha. Chắc lọt trầu hay cho con lọt trầu á. Còn ốc nhiều quá trời các bạn ơi, ăn tiếp các bạn ơi. Đây. Đây. Nắm cái môi. Chỉ lấy được cái mề nữa thôi các bạn. Ăn cho nó chắc bụng. Ăn cái kia là mềm bụng luôn. Đây trứng ra cái tại trứng ăn đắng thôi. Cái mấy này ăn mềm bình thường. Ăn. Không thiệt. Nó nhầm người. Nhầm ăn người. Bình thường mà chút xíu không bình thường. Nhầm người ăn hết trơn luôn. Còn mình ở đây thì mình quá trời trời ốc này rồi. Mình ăn cũng cay. Quá cho cay. Trời ơi. Cay dữ thiệt. Cho cục đá. Trúng ớt rồi đó, nãy dít ớt đi vô một cục. Ừ, cái hai cục đá bỏ luôn luôn đi, ra luôn đi. Không. Không. Ba cục đá. Bự dữ à. Không, hai cục đó. Ừ, cục rồi. Để chúng ta bỏ cho ốc chưa? Lắc cũng rồi. Hết. Cái tay rồi. Bạn lấy chùi muối nha. Quá trời. Thế thì để nó ngửa ngắt. Đấy. Có chỗ mình không ta? Chỗ gì? Đãi hả? Chấm lại quậy quậy nữa chứ. Ốc bu vàng miền Tây. Không chạy mà. Thấy luôn vậy? Thấy luôn. Nãy màu cái gì? Hay vậy? Bếp ga nhà gặp khách là gì? Chơi liền. Nó muốn banh chứ, tao tính nó không cháy màu gì không. Ngoan. Còn đó nó trắng tươi luôn kìa. Số này số hên mà số hững. Ốc này các bạn có thể chế biến rất là nhiều món ngon luôn các bạn. Làm gỏi á, làm gỏi chú ghém á, ăn cực kỳ ngon nha. Lúc trước á, thấy người ta làm người ta cho ngon hả? Khìa. Khìa. Kho xả. Kho ghi. Trà ghi. Ui, đổ nấu bún bún riêu bò ốc này vô cũng ngon luôn. Bún riêu. Trước mình có dịp mình đi mình làm với Cà Mau á, mình có ăn lần rồi, ăn rất là ngon. Bún ốc. Ốc là kho nghệ cũng ngon. Nó sẵn nghệ. Nó có cái độ giòn. Giòn hơn ốc bùi đen. Ở đây là mình nghệ ốc mà. Ăn
ốc mà thấy có nghề luôn các bạn. Để ốc bán luôn hả bộ? Ừ. Nào bán ế ăn vậy đó ha. Ăn bằng cái bao. Ờ đúng rồi, nào bán ế quất à. Ừ, cá bao. Khỏi tốn tiền. Cả nước ngớp ngon nè ông em. Quá cho cay, cả nước cũng quá cay, quá cho cay. Nãy tôi có bỏ ớt chứ nhầm ấy, nhầm là hôm nay nó lờ luôn. Vô cái cho bớt cay. Dẫn môi à. Dẫn môi à các bạn ơi. Phê. Ngồi đây đợi cậu biết nào dính em á. Thái Lan mà. Cái giếng này sâu lắm nè. Ông cũng bự khác tôi khác. Bây giờ mình uống cái này mình kết thúc clip nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip nãy giờ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên kênh của Năm TV nha. Giờ anh em vô 100 cái 1 2 3 vô chia tay mọi người nha. Chào các bạn nha. Chào.